cho ta một lối đi, dù dòng đời gian nan nhiều khi. Chỉ ngu ngơ một chút cũng khiến ta tổn thương bất kỳ. Trời mênh mông bão giông vùi ta trong chờ mong, tình yêu trong lòng ta có hay không. Dòng sông yên lặng vẫn trôi, dù là ngàn năm cũng vậy thôi. Tựa những áng mây trắng cứ lênh đênh phiêu du khắp trời. Rồi trong cơn cuồng phong là bão tố mưa giông, cuồng điên xe tan hoang hết mơ mộng. Trái tim luôn chất chứa một tình yêu với người, đôi lần vỡ tan theo sóng gió. Hạnh phúc ta đã cùng với nhau và biết bao nhiêu kỷ niệm vội vã theo cơn gió vô tình. Cái gì vậy Dũng? Anh ba, là anh hả? Anh ba, là Tần Tâm. Anh ba, chị hai, Như Thảo, là Tần Tâm. Chị hai, Như Thảo, em đi đâu vậy hả? Anh ba, đi đâu mà bỏ chị tới giờ mới về hả? Sao lại bỏ chị tới giờ mới về hả? Em xin lỗi chị. Sao giờ anh mới về? Sao giờ mới về? Em nhớ anh lắm á. Em đi đâu vậy hả? Em đi đâu mà bỏ chị 10 năm trời hả Tâm? Tâm, mày trở về mày... rồi hả Tâm? Tâm, mày về rồi hả Tâm? Tao về rồi. Mày đi đâu vậy Tâm? Chuyện anh nói em hôm trước, em thấy như sao? Cũng được, nhưng em lo là ông Phong ông không chịu. Ông nói á, dính vô mấy chuyện đó dễ bị công an dịnh lắm. Thằng cha đó chỉ biết gái gú, biết gì đâu mà em hỏi thằng cha. Với lại đường dây của mình chặt chẽ từ đó đến giờ, làm sao mà bị dịnh được chứ. Thời buổi bây giờ, chỗ nào náo nhiệt là phải có mấy thứ đó. Em mà không xài là lạc hậu lắm, là mất khách gì chơi đó. Chuyện làm ăn á, để dịp khác nói. Còn bây giờ em muốn. Vừa mới xong em lại muốn nữa hả? Đừng có nói với em là anh không làm được nha. Được, tất nhiên là được rồi. Em muốn bao nhiêu thì anh chịu bấy nhiêu, tới sáng cũng được mà. Em mạnh như vậy, thằng Phong không sợ mới lạ. Thôi, đừng có nhắc tới ổng nữa. Nhưng mà cái vụ đem thuốc cho khách hàng, em phải hứa chứ. Em hứa mà, đừng có nói nữa. Ba, mẹ, vậy là cuối cùng thằng Tâm em con nó cũng đã trở về với con, về dưới Úc rồi. Ba mẹ ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho chị em con được sống hạnh phúc bên nhau, đừng gặp chuyện gì đau khổ nữa.
Ba mẹ, con là Thiện Tâm, đứa con bất hiếu. Đi biệt Tâm 10 năm trời mới trở về thắp nhang cho ba mẹ. Con xin ba mẹ hãy tha thứ cho con, và cũng xin ba mẹ hãy phù hộ cho con, để con có niềm tin và nghị lực để thực hiện tâm nguyện của mình. Con quyết không tha thứ cho ông ta những gì ông ta đã gây của gia đình mình. Đã đến lúc phải trả rồi. Con xin thay mặt ba mẹ chăm sóc tốt cho chị Hai và Út Thảo. Chọc anh rồi anh quyết không tha thứ cho ổng, rồi anh còn phải đòi lại những gì mà ông ta đã dây của gia đình mình nữa. Mà ông ta dây những gì của gia đình mình vậy anh? Có nhiều lắm không? Nhiều lắm. Nhiều đến độ không thể nào trả nổi. Thôi, nợ nần gì á thì em cứ bỏ qua hết luôn đi. Em cứ về đây sống với chị Hai, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhà mình tuy là nghèo, nhưng mà chị Hai có thể lo cho em ăn ngày ba bữa được mà. Nha. Đúng rồi đó anh ba. Bây giờ em đã có thể đi dạy kèm học trò được rồi. Em cũng có thể phụ chị Hai nuôi anh ba nữa. Vậy thì em không khách sáo đâu. Em sẽ ở lại ăn bám hai người. Được. Em không có để cho anh ba ăn ở không đâu. Anh còn phải phụ chị Hai quét nhà, giặt đồ rồi rửa chén nữa. Cô nhỏ này, anh ba đi bao nhiêu năm trời cũng không thay đổi nữa. Giờ mới tính làm biến và sanh nạnh với anh ba. Thôi, em đừng có chọc anh ba em nữa. Khuya rồi, để chị Hai vô dọn phòng cho em ngủ ha. Em ngủ cái phòng hồi xưa nha. Chị Hai. Sao vậy? Chị không muốn hỏi em câu nào sao? Không, chị không muốn hỏi gì hết á. Em trở về với chị như vậy, chị thấy vui lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, em của chị chắc chắn là đã vất vả, khổ sở lắm rồi. Bây giờ em trở về với chị như vậy, chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chị Hai, em cảm ơn chị. Chị đúng là người chị tốt nhất trên đời này. Em nữa, em cũng là đứa em tốt nhất trên đời luôn. Được rồi, hai người đều là người thân tốt nhất trên đời của Thiện Tâm này. Thank you.
bà chủ ép bán. Bà chủ kêu bán hả? Dạ. Bao lâu rồi? Dạ, dạ lâu rồi. Mấy tháng rồi ạ? Mấy tháng luôn? Dạ, mấy tháng rồi. Sao tao không biết gì hết vậy? Muốn giấu tao hả? Dạ, dạ, dạ. Làm việc đi. Dạ. Nè. Dạ. Tao cấm nha. Kể từ nay không được bán thuốc ở đây nghe chưa? Dạ, dạ. Dạ. Anh ba, như vậy là cuối cùng á, ông Chính cũng chịu nhận anh làm đệ tử. Ừ. Vậy mà hồi nãy em nghe anh kể á, em cứ tưởng á, ông bắt anh làm thợ chùi bóng suốt đời luôn. Đúng là ông bà xưa mình nói á, đâu có sai đâu. Ở hiền thì gặp lành, cũng nhờ em sửa giùm cái kệ thờ cho bà hai, cho nên mới thuyết phục được ông Chính á, ông truyền nghề lại cho em. Ừ. Tính ra anh ba có 10 năm học nghề, vậy chắc bây giờ anh ba chạm đẹp lắm rồi đúng không? Đủ để trở thành thợ chạm thôi em. Có được cái nghề trong tay như vậy là tốt rồi. Dạ. Em cứ nghỉ ngơi vài bữa đi, rồi khi nào khỏe chị sẽ dắt em ra đầu đường. Ngay cái trại mộc của ông Sáu á, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó gần nhà, cũng tiện em đi lại hơn nữa. Chị hai à. Em sợ làm cho chú Sáu không được đâu. Sao lại không được? Em có nghề rồi mà. Sao không được anh ba? Anh ba cứ yên tâm đi, chú Sáu hiền lắm, lại còn rất thân với gia đình mình nữa. Tại vì... Mà thôi, đi ngày mai đi. Em sẽ kể hai người nghe một chuyện vui. Chuyện gì vậy? Thôi, anh ba kể liền luôn đi. Em muốn nghe à? Không. Kể đi mà anh ba. Muốn nghe đúng không? Đúng rồi. Cái thằng này. Nguyệt, bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ở nhà chưa có qua. Mày xạo với tao hả mày? Tao mới từ nhà qua đây nè. Giờ cao điểm không là quản lý. Bà đi đâu rồi? Dạ bà chủ đi. Đi đi đâu? Dạ bây giờ em nói ra, ông chủ đừng có nói với bà chủ là em nói nha. Tám Hoành cắt lụi em chết đó. Sao dính thằng Tám ở đây nữa? Thì tại tại vì... Hả? Tại... Dạ, tối nào bà chủ cũng đi ăn với Tám Hoành, xong rồi về ấy á. Về ấy là về đâu? Thì về nhà ông bà chủ mua ở Thủ Đức á. Cái nhà đó cho người ta thuê rồi mà. Bà chủ nói xạo ông chủ thôi. Căn nhà đó không có cho thuê mà cho Tám Hoành ăn ở. Ông chủ muốn biết thêm á thì tự tìm hiểu đi nha. Em sợ chết lắm, em đi trước. Thì ra thằng Tám Hoành ở đó. Mẹ nó. Sếp ơi, chờ em với. Chờ em với sếp. Mày ở đó, tao cấm mày theo. Nhưng mà sếp. Anh ơi. Vô ta đi bắt ghen mà đi một mình, lỡ có chuyện gì rồi sao? Không được, mình phải vô bảo vệ sếp mới được. Chạy đi. Còn ổng thì sao? Mặc kệ ổng, chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Lại! Tao vậy không giúp thủ!
lần này mấy người không có thoát đâu. Lỡ ông chủ đâu có tiêu rồi. Ông chủ em sao mày sao? Ông chủ trời, đi đánh ghen mà đầu cổ máu không vậy? Đi em đưa anh đi cấp cứu. Vậy lên bật tụi nó, bật tụi nó. Bắt cái gì nữa, người ta chạy rồi. Em nói lúc đầu rồi, cho em đi chung đi không chịu. Sung sung điên mình chứ không biết. Ông chủ, ông chủ cứu, cấp cứu. Chị hai Út. Xương gỗ của ba đã bao nhiêu năm rồi chị mới quay lại chỗ này. Tuổi thơ của chị em mình gắn liền với nơi này. Ở đây còn có tâm huyết và ước nguyện của ba đang còn dang dở. Anh ba, đứng ở chỗ này em thấy nhớ ba mẹ quá à. Nhưng mà chú Phong đã bán chỗ này cho người khác rồi, em còn đưa chị tới đây làm gì? Chị hai, đi theo em vào đi. Đi. Anh ba, chị hai. Đẹp quá à. Em nhớ hồi đó em hay chơi ở đây nè. Mà sao em thấy nơi đây vắng lặng quá anh ba? Chúc mừng cô chủ mới của công ty Mỹ Nghệ Thiện Nhân. Bác Thành, chú Tuấn, chị Mỹ Lan, sao mọi người lại ở đây? Nè, lấy xuống đi. Tên 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 tèn. Chị, cơ sở sản xuất Mỹ Nghệ Gỗ Thiện Nhân. Chị hai, cầm đi, em đã mua lại cơ sở của ba rồi. Em nói thiệt sao? Em đã mua lại xưởng gỗ của ba. Ừ. Chú Tuấn đã ký hợp đồng với đối tác cũ của ba rồi. Con cảm ơn mọi người. Công ty của ba con làm ăn rất là uy tín từ xưa giờ, và Thiện Tâm cũng vậy, nên rất là dễ ký hợp đồng. Cuối cùng thì tâm nguyện của ba cũng đã hoàn thành rồi. Ba ơi, thằng Tâm em của con, nó đã làm được rồi. Nó đã làm được rồi nè ba. Thằng Tâm em con nó đã làm được rồi. Em giỏi lắm Tâm, em giỏi lắm. Dạ. Nào, rồi định đứng đó khóc hoài hay sao? Không họp hả? Dạ. Nhưng mà họp gì hả bác? Thì họp bàn kế hoạch xây dựng công ty Thiện Nhân chứ họp gì nữa. Ừ. Hay quá. Ui da. Ui da. Chị Mỹ Lan, chị sao vậy? Em có sao không? Em bé nó nói đói bụng quá nên mọi người họp nhanh để còn đi ăn nữa. Trời đất ơi. Chúc mừng cô Milan. Này là mẹ của em bé nói nè. Anh này, con dẫn cô Milan đi ăn thiệt là ngon luôn. Sếp ơi, sếp ăn chút gì đi. Sếp ơi, sếp ăn đi, đừng có uống nữa. Sếp, em báo cho sếp một tin nè. Bảo đảm là sếp vui liền. Hôm bữa lúc mà xảy ra chuyện á, hai thằng nó vừa chạy xuống. Ý, bậy. Thằng Tám Hoành với bà chủ vừa chạy xuống, em nhảy vô, em cản đường liền. Cái xong á, cái thằng Tám Hoành á, nó xô em né. Em giật chỏ nó một cái. Xong rồi,
nó lảo đảo. Em bay lên em xuống cho nó một đá, nó văng vô tường luôn. Lúc đó bà chủ có sợ quá, bà lật đật hả, quỳ xuống xin em, nói: Tiến ơi Tiến, tha cho chị đi Tiến ơi. Mày bớt nổ lại giùm tao đi. Mày mà làm được cái gì? Em làm được cho sếp nói rồi đó. Mày cũng hay quá ha. Không hay á thì làm sao mà có thể làm trợ lý riêng của sếp, rồi kiêm luôn tài xế, rồi chở sếp đi khắp nơi. Có thằng trợ lý khùng khùng điên điên như mày, nghĩ cũng vui đó. Trời, khùng cũng được, miễn sao là làm cho sếp vui nè, phục vụ sếp tốt là em thấy em vui rồi. Nè, ăn miếng đi sếp. Đây, đồ ăn quá trời luôn mà ngon nữa, ráng ăn miếng đi sếp. Không biết sao lúc này tao ăn không thấy ngon. Không muốn ăn mày ơi. Sếp ơi, sếp phải ăn vô. Mình ăn vô mình mới có sức khỏe, mình sẽ không buồn nữa. Lúc đó mình sẽ quay lại mình trả đã tiền. Nói là tao không muốn ăn mà. Dạ. Sếp. Sếp không? Sếp có sao không sếp? Sếp. Tôi có bị bệnh gì không bác sĩ? Tim thì ổn, gan phổi bắt đầu có vấn đề rồi. Không lẽ chồng tôi bị ung thư gan, tôi cũng bị hay sao? Tôi đâu có nói chị bị ung thư. Vậy tôi bị gì? Có phải chị thường xuyên sử dụng chất kích thích không? Tôi cũng có chút, nhưng mà vì tính chất công việc thôi. Tôi không biết chị sử dụng chúng để làm gì, nhưng mà chị phải kiêng cử những gì tôi ghi rõ trong chỉ định nha. Vậy thôi, tôi xin phép về. Chào chị. Sao tới giờ còn chưa đón em nữa? Em có sao không? Không có sao gì hết trơn á. Anh nói là anh qua rước, sao không rước em vậy? Thì anh đi lo công việc của hai đứa mình mà. Anh nói nghe nè, lúc nãy anh đi ngang qua shop, anh thấy một cái đầm xẻ dai rất là sexy, rất là hợp với dáng của em. Anh mua tặng em nha. Thiệt không đó? Anh chỉ giỏi cái tài nịnh thôi à. Anh không nịnh thì làm sao mà chiếm được trái tim của bà Hoàng chứ. Rồi sao? Ông Phong bị ung thư gan, rồi em có bị gì không? Anh Phong bị gì á thì có liên quan gì tới em đâu. Chỉ sợ anh lây cho em thôi. Nói như vậy là em không bị gì đúng không? Tốt quá rồi. Tối về anh thưởng nha. Anh chỉ giỏi mấy chuyện đó thôi à. Về sớm nghe không? Lâu lắm rồi em mới ăn một bữa ngon tới vậy luôn á. Hay coi cái bụng em nè, no muốn căng luôn. Em đúng là cô nhỏ ham ăn đó. Sắp lấy chồng tới nơi rồi cũng chưa bỏ tật đó nữa. Anh ba, em không có lấy chồng đâu, tại vì đồ ăn ngon quá thôi chứ bộ. Mà sao nãy giờ hai ông nói gì hết trơn vậy? Bộ hai còn giận anh ba hả? Đúng rồi, giận chứ sao không giận. Trước là giận, sau là thương, đúng không hai? Hai anh chị nói cái gì em không hiểu gì hết. Thì em coi anh ba em đó, về đây rồi lo kêu gọi mọi người, lo làm công ty, không chịu về thăm hai chị em mình, tới giờ mới chịu về. Em coi thử coi có đáng giận không. Cái này đáng giận rồi nha. Hai kỳ này á phải phạt anh ba thiệt nặng cho em. Thôi được rồi được rồi, muốn phạt bao nhiêu cũng được, hay là phạt đùi gà nha. Chứ bây giờ anh ba lớn rồi, không lẽ đánh đòn. Anh ba, em có còn là con nít nữa đâu. Em bây giờ là sinh viên năm 3 rồi chứ bộ. Anh ba quên. Vậy bây giờ em muốn phạt cái gì? Khó bao nhiêu anh ba cũng chịu hết. Anh ba nói phải giữ lời nha. Móc quéo. Móc quéo.
ba khỏi cần tặng quà gì cho em hết. Anh chỉ việc lấy vợ rồi sinh con, để em còn có cháu để chơi cùng nữa chứ. Cái con nhỏ này chơi gì kỳ vậy? Anh ba còn chưa có người yêu, lấy đâu ra vợ? Còn như Thảo nó nói đúng rồi đó. Cái này á hả, chị hai ủng hộ hai tay hai chân luôn. Thì nói chung á, hai anh chị ai cưới trước cũng được, miễn sao á là em có cháu để em chơi cùng thôi. Thôi, cái này á để cho anh ba em đi, chị già cả rồi ai thèm lấy nữa. Chị hai, chị nói gì kỳ vậy? Như Thảo, em coi chị hai thử coi, chị hai có già không? Đâu để em xem. Cái con nhỏ này, chị hai mình còn đẹp lắm nha anh ba. Chỉ có điều á, chị hai chỉ còn hơi ốm một chút, hơi nhăn nhăn ở khóe mắt một chút xíu thôi, nói chung cũng không đáng kể. Bởi vậy anh ba có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho em. Chuyện gì vậy anh ba? Đó chính là bắt chị hai xài mỹ phẩm, sau đó dẫn chị hai đi salon làm tóc, rồi dẫn chị hai đi mua đồ mới. Bao nhiêu anh ba tài trợ hết. Thôi, chị hai không cần đâu. Chị hai thấy á, mình như vậy là được rồi, mua chi cho tốn tiền. Chị hai, anh ba cứ yên tâm, em sẽ ép chị hai á xài hết cái đống mỹ phẩm đó. Lúc đó chị hai sẽ đẹp ra nè, rồi nhiều anh theo đuổi, rồi mình gả chị hai luôn. Con nhỏ này. Mà có điều chị hai mình đâu có ở chung với hai anh em mình được nữa, nghĩ tới cũng buồn lắm anh ba. Chị hai á không có đi đâu hết, chị hai sẽ ở vậy với mấy đứa, chịu không? Thảo, chị hai đã hy sinh cho hai anh em mình rồi, bây giờ là lúc hai anh em mình lo cho chị hai. Em nói nha, đừng có dành chị hai hoài, phải cho chị hai lấy chồng chứ. Bây giờ có anh ba lo cho em rồi. Nhưng mà sau này á anh cũng phải lấy vợ mà. Mà thôi, vì hạnh phúc của hai anh chị mình em hy sinh luôn. Mà anh ba, em hỏi thiệt anh nha. Anh còn thương chị Hạ Giang lắm phải không? Ai nói vậy? Anh đừng có tưởng em không biết, thì em nghe hai nói chứ đâu. Nhưng mà cũng đã 10 năm rồi, bây giờ chắc Hạ Giang cũng đã lấy chồng và sinh được một đàn con. Đâu có. Hồi Tết đó em có gặp anh Thanh, anh có nói với em á là chị Hạ Giang chưa có chồng con gì hết á. Anh còn kịp đó, anh tranh thủ đi. Còn Út nó nói đúng á, còn bé Hạ Giang này bao nhiêu năm rồi, vậy á mà nó vẫn tin là em chưa chết. Đám giỗ của em á, nó không bao giờ nó về, vậy mà mỗi lần nó lên thành phố nó đều ghé thăm chị với anh Thảo. Còn nhỏ tội nghiệp lắm. Vậy hả hai? Bác sĩ chích thêm thuốc cho ba đi con. Không được đâu ba ơi, thuốc nó độc lắm, đâu phải muốn chích là chết đâu ba. Chứ ba đau lắm. Rồi mấy hôm nay con nghỉ học hả? Mẹ con đâu? Sao không vô nuôi ba để cho con đi học? Dạ, mẹ đi làm rồi ba. Đi làm cái gì, cũng phải vô nuôi ba chứ, để cho con gái của mình đi học chứ. Con nghe đâu là hôm nay mẹ có hợp đồng lớn lắm, nên là không vô chăm sóc ba được. Mà con ở đây chăm sóc ba cũng được mà. Mẹ con tệ quá. Ba bị... Ba đợi con xíu, con ra kê bác sĩ liền. Làm gì mà sầu não dữ vậy? Chỉ cần ngày mai nữa thôi, sau khi bán cái căn nhà này, em sẽ lại làm nữ hoàng. Kêu bán nhà mà cứ như lạng trộm vậy đó. Bộ sung sướng lắm hay sao vậy? Sống có khúc người có lúc,
Nói vậy thôi chứ, chứ cái cơ ngơi như vậy mình xài biết chừng nào mới hết. À, còn cái nhà hàng nữa, anh đã nói với anh Tư Lỗ rồi. Biết người ta có chịu mua hay không? Ở đó mà ngồi tơ tưởng. Kêu giá rẻ hơn thị trường gần 30%, con ngu mới không mua. Vì anh mà tôi phải bán tháo bán đổ gia tài. Sau này mà phản bội là chết cho tôi như chưa. À, quên nữa, thằng cha Phong sao rồi? Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn ghen lắm. Em xinh đẹp như vậy, không ghen mới lạ. Nè, đừng có nịnh. Hồi trước đây ông Phong cũng vậy đó. Ngày nào ở bên cạnh cũng lẻo mép ngọt ngào. Rồi có một ngày, cặp kè một lúc tới mấy con, lại có con rơi con rớt ở bên ngoài. Chị hai, chị và Út Thảo vất vả lắm đúng không? Vất vả thì cũng bình thường, đâu có xá gì. Nhưng mà về mặt tinh thần thì thật sự là khủng khiếp. Mặc dù chị không tin là em đã chết, nhưng mà không tin không được. Ra sửa giùm chị cái bóng đèn với Tâm ơi. Hả? Cô, chúng tôi vừa phát hiện một xác chết nam ở khu vực bờ sông. Theo nhận dạng thì gần giống với Thiện Tâm. Chúng tôi mời cô đến nhận dạng. Đâu, đâu, đâu. Ở bên kia kìa. Đâu, đâu, kìa. Phúc chờ em với. Xin lỗi, chị không được vào. Để cô ấy vào nhận dạng. Dạ. Mở ra. Dạ dạ. Không phải. Không phải thằng Tâm chị. Không phải thằng Tâm. Chị Phúc. Chị Phúc. Vậy là không phải không? Chắc không phải hả? Ừ, kéo lại. Quá trời ơi. Anh đang ở đâu vậy anh Tâm? Thằng Tâm nó còn sống. Thằng Tâm chắc chắn nó còn sống. Ai lại bỏ nhà đi suốt 10 năm không quay trở về hả? Chị sống trong tâm trạng giật giờ, nửa tin nửa ngờ. Giờ nghĩ lại lúc đó, chị thật sự là... Em xin lỗi chị hai. Thôi, em về là chị vui rồi. Em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Vậy mà em lại để cho chị hai, Út Thảo
phải lo lắng, phải vất vả vì em. Chị hai, em để cho hai tìm kiếm em suốt 10 năm qua mà vẫn mập vô âm tính. Em sống ích kỷ lắm phải không chị hai? Chị có biết không, đã bao lần em muốn dứt bỏ tất cả để trở về bên hai và Út Thảo, nhưng mà sự tự ái trong lòng em lại trỗi dậy. Em không muốn mình trở về với tâm thế bị thất bại. Vậy đi, tới giờ tôi mở cửa tiệm rồi, vậy đi. Ủa, ở đâu mà vô đây ngủ vậy? Dạ, con không có chỗ ngủ cho nên con ngủ ở đây. Dạ, con chào ông Chính. Để cậu nữa hả? Muốn gì nữa đây? Cho con xin được làm chỗ ông đi ông. Con hứa làm đàng hoàng mà, con xin ông đó ông. Trời đất ơi, sao mà gian như đĩa vậy trời? Hả? Đi đi, không có xin xỏ gì nữa hết. Đi chỗ khác mà xin. Xong đợt này á, chị hai sẽ mua được gà cho em ăn đã luôn. Thôi giờ em lớn rồi, em có còn là con nít nữa đâu. Em không thích ăn đùi gà nữa. Thì con đó, thích muốn chết còn bị đặt giả bộ nữa. Hai chị em dễ thương quá. Chị hai ơi, em nhớ hai, nhớ Út lắm. Vậy mà bây giờ em chưa thể về cùng hai chị em được. Tất cả là do ông Hoàng Phong khốn nạn đó. Dù em không nhận ổng là cha, nhưng em mang trong người dòng máu khốn nạn đó. Em hứa với chị, khi em lấy lại được công ty, hoàn thành ý nguyện của ba, em sẽ gặp lại chị và Út. Hai và Út tha lỗi cho em nghe. Anh ơi! Ủa, anh gì ơi? Thôi, bây giờ chị thấy em thành công như vậy, chị rất là mừng. Bây giờ em trai của chị kể cho chị nghe, tại sao trong một thời gian ngắn như vậy em thành công vậy hả? Sau khi em đoạt giải trong cuộc thi mỹ thuật điêu khắc gỗ, có một số mạnh thường quân đã tài trợ cho em. Thầy Chính Phan á thì tìm kiếm cho em một số đối tác. Bác Thành á giúp cho em tìm lại một số đối tác cũ của ba mình, và họ sẵn lòng hợp tác với mình luôn. Vậy hả? Dạ. Cho nên á, em ký được một số hợp đồng lớn để xuất khẩu. Thank you. Thank you. Dạ cảm ơn anh. Thank you. Thank you. Hope to see you again. See you again. Thank you. Ngoài ra, em còn mời một số nghệ nhân làm chung với em, và họ sẵn lòng chấp nhận. Anh Thành, còn lời mời cộng tác của em thì sao? Cảm ơn anh. Bây giờ sản phẩm của công ty mình ngày càng được khách hàng công nhận, hợp đồng càng nhiều, chất lượng càng cao. Còn luật sư Nhật á giúp em về mặt pháp lý, cho nên uy tín công ty mình ngày càng cao. Em thấy mình rất là may mắn. Công nhận anh tài giỏi thiệt. Chưa đầy một tháng mà liên hệ được chủ nhà, còn hẹn gặp được ông ta nữa. Chẳng bù cho em, nói cách nào ông ta cũng không chịu gặp. Không phải là tài giỏi đâu, chỉ là may mắn thôi. Mà công nhận em nói đúng ghê. Ông chủ nhà này có vấn đề. Anh năn nỉ đủ các thứ,
Vậy mà ông không chịu. Tự nhiên đùng một cái, ông chủ động liên lạc hẹn gặp mình. Chủ động gặp mình? Ừ. Làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy? Có người ra kìa. Dạ, chào hai cậu. Mời hai cậu vô. Dạ. Ừ, vô đi. Dạ. Anh Nhật. Ừ. Con cái ngày xưa của nhà em này anh Nhật, nó vẫn còn. Vui trong ngày mới.